Hello mọi người, hôm nay bọn mình đang có mặt ở Sầm Sơn, đang có mặt ở thành phố Thanh Hóa. Hôm nay cho Mai Linh đi ăn hải sản đây. Cũng mà rất là nhiều loại cá. Một là anh chọn rồi đó. Đây. Đây, chú gì rất là thích đi biển. Rất là thích biển. Duy à, để ấy lên. Để điện thoại lên không phải rơi giờ. Đấy, bố mẹ mình đã chụp ảnh kỷ niệm. Mai Linh. Ây. Con ơi. Này bố cho con này. Đi câu cá nhá. Bố cho con đi câu cá. Mai Linh đang thích đây này. Đấy, Mai Linh đang thích nước rồi đây này. Mai Linh hết sợ nước rồi. Con chào đi. Chào. Hi. Chào biển. Nur das? Ich sage in Kopf. Nur nicht in Kopf. Wo bist du? Nein. Wo bist du? Das kannst du machen. Nein, du. Nein, ich mach das nicht. Mali. Ui, áo đẹp quá. Ui, áo đẹp quá. Chơi đi đi. Bây bọn mình nhìn thấy ở đằng sau này có mọi người đang đánh cá đây. Thế bọn mình đến mùa đấy đến đấy để xem xem. Mình bắt cá à chú? Tép ạ. À, con tép gì ạ? Con nào nó nhảy. Ở đây là các chú đang bắt tép. Tí mình bắt con dòng sau. Dạ. Tí mình bắt nó có ấy không ạ? Nó có đầy được cái lưới này không chú? Ui, à trong này ạ. Wow. Chú bắt được rất là nhiều rồi. Wow. Ủa. Màu đỏ là gì vậy? Kiểu màu của nó thôi. Nó nhiều quá ấy. Thì nó thành cái màu đỏ này. Màu của nó đúng không chú? Còn lúc đầu nó kiểu là màu trắng à? Không, màu đỏ hết. À, đỏ hết à? À, kiểu mình cầm lẻ thì nó trông nó kiểu trắng thế thôi đúng không? Wow. Cái này thực sự là thú vị luôn. À, xong bây giờ chú lại mở cái này ra để chú cho nó vào. Đi. À. Bây giờ về phơi. Chú đánh bao nhiêu lâu thì mới được cái túi đấy? Vừa mới xuống đấy chứ. À vừa mới xuống. Ủa. Đây. À kia chú kia là đi đẩy. Đúng không ạ? À đẩy gắn. Vâng, đẩy xong rồi thu lưới à. Bên này có một chú nữa. Đang đi đẩy lưới. À, ông chú kéo lên. Wow. Wow, nặng lắm nhỉ. Ua. Các cháu tránh này, tránh ra xa đi, đạp vâng. Cổ bác. Vâng ạ. Này này, this is a Ghanaian number zoo fly với chú. Wow. Yeah, that's why they jump in winter. Wow, mỗi lần mình hất lên thì nặng lắm rồi nhỉ. Wir sollen bleiben hier wegen wenn wir kommen dort und sie run, weißt du? Aber alles jumping me. Ja. Wir lecken. Oh! Boah! Scheiße!
Bây giờ bọn mình sẽ làm một công trình gọi là siêu lâu đài ở biển Cờ Lò này. Biết mắc hơn khốt chứ. Bây giờ chùa gì mà Duy sẽ làm một cái siêu lâu đài ở biển Cờ Lò. What's it up? That's kind of the coffee slot. Đấy, bây giờ đang xây móng cho cái lâu đài này. Hay kỹ sư đang làm việc rất chăm chỉ. Ok, vai tờ mắc rồi. Bây chú đánh bắt tép đã bắt được rất là nhiều rồi. Một túi rất to luôn. Khiêng này cho cháu khiêng này. Cháu khiêng á? Cháu khiêng. Ủa, ok, cháu khiêng nha. Chú thích khiêng đi đâu? Đấy. Khiêng ở đây á? Ừ. Khiêng đây, đây. À, bên đấy. Hai đứa hai đâu? Mới du cô biết. Ngoảnh, ngoảnh, ngoảnh mặt thế này. À, ngoảnh mặt thế này. Ờ, đi rồi. Đấy, đi. Chụp ảnh đi. Đi. Duy rất là thích bao cái này. Bây mình sẽ phải bao nó thật là to. Bây giờ Duy đã bắt đầu tạo form cho cái lâu đài của mình rồi. In end, we need to make something bigger. Dạ, 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 ok. Chú gì rất là thích bơi luôn đấy. Chú gì kiểu bơi mình ở ngoài ngoài biển đấy luôn. Bây giờ 12 giờ trưa rồi sao? Hình như hơn 12 giờ trưa rồi. Bố mình vừa mới ra gọi. Chú gì muốn làm một cái chung với chú ấy đây. Nuôi đấy. Can't you? Easy. Ba. Wow, it's so easy. Tụm. Duy thì bơi ngửa được. Wow, so big. Không biết là mọi người có thể nhìn được không, nhưng mà kia là lâu đài của mình ở kia. Đó. Bây giờ cũng rất là tiếc khi mà mình vẫn chưa bao xong cái lâu đài của mình, nhưng mà bây giờ bọn mình phải đi rồi. Rất là đẹp. Bọn mình muốn đi rất là đẹp. Ừ. Rất là thích đúng không? Rất là thích. Ừ. Em thích bắt đầu. Em thích nước. Em thích nước. Em thích nước. Yeah, tôi muốn hôn đó. Tôi tên mày. Baby. Okay. Đây, mình đang đến gần lâu này, mình ở kia. Mình đang bao giờ nó chưa xong. Nhưng mà trông nó cũng khá là thú vị. How you think? Hả? Đây. Yeah. Okay, bây giờ bọn mình sẽ lấy khách sạn thôi. Bây giờ mọi người có thể nhìn thấy cái nắng ở đây. Cái lá nó người của Duy đỏ lom luôn. Lưng đỏ lom luôn Duy ạ. Để quay về bỏng nắng luôn. Bố mình bây giờ đã đứng chờ kia. Như bố mình xếp đồ xong hết rồi sao. Bên lưng của bọn mình chắc chắn là sẽ bỏng luôn. Hôm nay chắc chắn hôm nay bọn mình sẽ bị bỏng nắng luôn. Rất là rát. Melin phôi mi đã. Melin rất là mệt rồi. Đợi Melin ra nghịch nước biển một tí xong rồi mẹ mình đưa về. Xong rồi tắm cho Melin rồi cho mình ạ. Melin ăn. Thế là Melin ngủ luôn. Rất là ngủ rất là ngon.